Khi nói về một hình thể chuẩn hay tạm gọi là lý tưởng, thì người ta nghĩ ngay đến cơ bụng 6 múi, hay cơ số 11. Và nhiều người cho rằng, việc tập luyện cơ bụng mỗi ngày, sẽ giúp họ nhanh chóng đạt được điều đó. Bằng chứng là các clip tập bụng 5 phút, 7 phút mỗi ngày, hay các thử thách tập bụng liên tục trong 2 tuần. View nó cao cực kỳ, phải nói là khủng khiếp luôn đấy. Bất kể là nội dung được sản xuất ở quốc gia nào, hay nói bằng ngôn ngữ gì. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu rằng, việc tập bụng mỗi ngày có tốt không? Bạn có nên tập bụng mỗi ngày hay không? Mình sẽ cố gắng phân tích một cách cụ thể, và rõ ràng nhất trong video này. Đầu tiên, chúng ta sẽ nói sơ qua về nhóm cơ bụng. Nhiều người hay nghĩ cơ bụng chỉ là phần cơ 6 múi phía trước, thực tế không chỉ như vậy. Cơ bụng có 4 nhóm cơ chính là Rectus Abdomini, External Abdomini Oblique, Internal Abdominal Oblique, và Transverse Abdomini. Mình chả biết dịch tiếng Việt ra sao cho chính xác, nên mình để tiếng Anh và hình minh họa cho bạn dễ hiểu nhất. Và cơ bụng của chúng ta gồm các sợi cơ co giật chậm. Điều này có nghĩa là chúng được tác động tốt nhất khi bạn tập các bài liên quan về sức bền hay các bài phải gồng co. Vấn đề ở đây chúng ta phải làm rõ là tập bụng mỗi ngày là tập bao lâu và tập bụng mỗi ngày để làm gì? Có phải là người ta tập bụng mỗi ngày vì họ thích tập bụng không? Mình chắc chắn là không. Thề luôn, vì sau nhóm cơ chân thì bụng là một vùng cơ mà nhiều người khá ghét tập. Ở đây mình không xét tới những trường hợp những người vận động viên quyền Anh, Muay Thái, hay những người tập võ, tập cơ bụng mỗi ngày. Cái này nó thuộc phạm trù khác rồi. Nên nói thẳng ra, hầu như những người tập bụng mỗi ngày là họ muốn bụng mình nhanh đẹp. Nên mỗi ngày họ thường tập cơ bụng khá lâu, và nhiều lần. Có nghĩa là họ sẽ tập mỗi lần 10 đến 15 phút, ngày tập 3 lần, sáng, trưa, chiều. Và họ thường nghĩ kiểu như là người thường, tuần tập bụng 4 buổi. Tập tầm 4 tháng thì bụng đẹp. Vậy tính ra là 4 lần mỗi tuần, nhân 4 tuần mỗi tháng, nhân cho 4 tháng, tính ra là 64 lần tập. Giờ họ tập 3 lần mỗi ngày, tính ra tập tầm 3 tuần là 21 ngày liên tục, là được 63 lần. Vậy là bụng sẽ đẹp, sẽ giảm mỡ eo thon. Thực tế là, không có chuyện một người bụng mỡ vãi, tập 3 hay 4 tuần, cái bụng thon gọn phẳng lì. Lừa cả đấy. Vì cơ thể nó có giới hạn, bạn không thể dồn bài tập vào một khoảng thời gian ngắn được. Giống như việc trồng bắp vậy. Tại trước cửa nhà mình có cái đám bắp của ông hai, nên mình ví dụ luôn. Với bắp thì bèo lắm là trồng 65 ngày, ông hai thu hoạch. Giờ dù ông hai ổng siêng dọn cỏ, chăm bón phân cỡ nào đi nữa, thì giữ lắm còn 60 ngày là hái. Không có chuyện ổng chăm sáng chăm đêm, 30 ngày sau, là thu hoạch được. Nó quá vô lý. Giờ mình sẽ nói về mặt tích cực bạn có thể đạt được khi tập luyện cơ bụng mỗi ngày một cách hợp lý. Hợp lý ở đây là tập 5 đến 10 phút gì đó, sau cuối buổi tập mỗi ngày. Cụ thể như sau. Tăng tiêu hao calo, cải thiện sức bền của cơ bụng, giúp vùng cơ chậu được khỏe hơn, tăng hiệu suất khi tập các bài compound, vân vân. Còn sau đây là mặt tiêu cực khi cố gắng đi theo các trào lưu tập bụng mỗi ngày, với cường độ cao và tần suất thường xuyên. Đầu tiên là stress và căng thẳng. Thề luôn, người mới mà cứ chạy theo kiểu tập phá sức này thì thôi, nó chán kinh khủng các bạn. Nhất là khi tập 1, 2 tuần rồi mà cái bụng bạn vẫn vậy, chả có thay đổi gì. Đến giờ tập là cái não bạn bắt đầu căng thẳng, nó ngán tới tận cổ, người bạn ị ạch uể oải. Bạn chỉ muốn tập thật nhanh để đi qua các bài tập, chính việc này sẽ làm giảm chất lượng của buổi tập và dễ làm bạn chấn thương. Đây chính là vấn đề thứ hai, đau lưng dưới và đau cổ. Vì khi bạn tập bụng, thì phần cơ đối của cơ bụng cũng phải hoạt động, và với người mới việc gồng lưng dưới khá khó. Nhất là khi tập với cường độ cao và nhiều, thì kiểu gì cũng mỏi, và rồi bị võng lưng khiến lưng bạn bị đau. Chưa kể việc cố dướng khi gập bụng, cũng dễ làm bạn bị đau cổ, đau cơ chép. Về lâu dài chỉ tập trung tập bụng, có thể gây mất cân bằng cơ bắp, vì cơ bụng bị gập lại và người bạn bị kéo về trước, dễ bị gù. Vấn đề thứ ba là, cản trở cơ bụng phát triển. Nghe thì vô lý nhưng bạn phải hiểu, cơ bụng cũng giống như các nhóm cơ khác, nó không được phát triển khi bạn tập. Vì yêu cầu đầu tiên khi xây dựng cơ bắp đúng cách là bạn phải kích thích, phá vỡ các sợi cơ. Yêu cầu thứ hai là phải nghỉ ngơi, nạp đủ dinh dưỡng sau tập, để cơ bụng có thời gian để phục hồi và trở nên mạnh hơn. Nếu bạn không có những ngày nghỉ ngơi và hồi phục thường xuyên, thì thực sự bạn đang cản trở quá trình phát triển cơ bắp của mình. Để dễ hiểu hơn thì bạn nên biết, cơ bụng không chỉ hoạt động khi bạn tập bụng.
Mà khi bạn vận động hay tập các bài đòi hỏi sự ổn định, phải gồng co, thì cơ bụng bạn vẫn phải làm việc. Ví dụ như hít đất, kéo xà, squat, deadlift, handstand, plank, v.v. Do đó bạn sẽ thấy, có nhiều người khi lượng mỡ họ xuống khá thấp, mà họ có tập khá lâu những bài cơ bản, thì đôi khi cơ bụng họ cũng lộ nữa các bạn. Tóm lại giống như bất kỳ nhóm cơ nào khác, cơ bụng cũng cần phải nghỉ ngơi. Nhất là sau những buổi tập riêng biệt về cơ bụng, để nó có đủ thời gian để phục hồi. Nếu bạn muốn tối ưu sự phát triển của cơ bụng, thì bạn nên xen kẽ giữa ngày tập ngày nghỉ, để đảm bảo hiệu quả. Mong rằng, bạn đã có thêm được những thông tin hữu ích. Ok, nếu bạn thấy video hay thì like, thì chia sẻ và đăng ký giúp mình. Bye bye guys.